thái là biến thái đó. Giải nhất sẽ là một chiếc tăng đánh bay các loại thịt thà và rau cỏ còn vương lại trên răng. Thôi về, về đi. Tắm làm bằng vàng. Thi vàng nổi. Về thôi. Còn thi đu xà, ai lên nhiều sẽ thắng. Hung thủ cố lên. Khiển tăng giảm trọng lượng. Giảm hết trọng lượng đi. Đến tao phải lên sạc 1000 cái. Tăng bá trọng lượng lên. Sao tự nhiên nặng thế nhỉ? Thái ơi cố lên, hung thủ cố lên. Để tôi giúp. Lên nào, lên nào. Buồn có mẹ ở đó cho khác. Đây không phải lúc buồn. Lên nào. Đỡ này, tăng trọng lượng. Sao cứ ngày cứng lặn thế này. Ui giời, nặng nặng. Người thử tay xem nào.